Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình 5 phút lời Chúa hàng ngày của Trung tâm Mục vụ Đa Minh tại Houston, thuộc phụ tỉnh Thánh Vincent Liêm dòng Đa Minh. Tôi là Linh Mục Đa Minh Trịnh Thế Huy thuộc dòng Đa Minh. Hôm nay là ngày thứ 5, tuần thứ 2, mùa thường niên. Giờ đây xin mời quý vị cùng lắng nghe tin mừng Thánh Marco chương 3, từ câu 7 tới câu 12. Khi ấy, Đức Giêsu cùng với các môn đệ của Người lánh về phía biển hồ. Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, từ Jerusalem, từ xứ Idume, từ vùng bên kia sông Jordan và vùng phụ cận hai thành Tia và Sidon, người ta lũ lượt đến với Người vì nghe biết Người những gì Người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. Còn các thần ô uế hễ thấy Đức Giêsu thì sắp mình dưới chân Người và kêu lên: "Ông là Con Thiên Chúa." Nhưng Người cấm ngạt chúng không được tiết lộ Người là ai. Đoạn tin mừng của Thánh Marco hôm nay ghi lại việc dân tứ xứ đi theo Chúa Giêsu để được nghe giảng và được chữa lành. Dân chúng ở đây thuộc đủ mọi thành phần, mọi miền, đông, tây, nam, bắc đất nước Palestine, thuộc đủ các vùng đất cai trị của ba tiểu vương thuộc gia tộc Herode cai trị, từ thành thị đến miền quê, Galilea miền bắc, Judea miền nam, Tia và Sidon miền tây, bên kia sông Jordan miền đông, Jerusalem là thành thị, miền duyên hải Tia và Sidon là miền quê. Có thể nói, thực tế khó có một đám đông hỗn tạp xa cách về địa lý như vậy có mặt cùng một lúc. Họ đi bộ và mang theo nhiều bệnh nhân đủ thứ bệnh khác nhau. Thánh Sử Marco cho chúng ta một cái nhìn về sức mạnh của lời Chúa và ơn của Chúa đã quy tụ muôn người từ đông, tây, nam, bắc, không phân biệt sang hèn, miền quê hay thành thị. Tất cả đều được quy tụ chung quanh Đức Giêsu để được nghe lời sự sống, được chữa lành và được ơn cứu độ. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hiểu ra rằng dù trong bất cứ một hoàn cảnh, nghịch cảnh nào, người Kitô hữu luôn tin rằng họ sẽ vượt qua được những thử thách, những sóng gió, những điều xấu xa, những tội lỗi đang rình rập. Vì Chúa Giêsu đã chiến thắng quỷ thần, Ngài sẽ giải thoát chúng ta khỏi những gông cùm của bạo lực, bất công, khỏi những mưu mô của ác thần đang vây bủa xung quanh chúng ta. Ngài đã chiến thắng sự dữ và vinh quang tuyệt vời trước cái chết là sự phục sinh vinh hiển. Điều Chúa đã làm cho người Do Thái thời xưa cũng sẽ làm cho chúng ta thời nay. Và Chúa đã muốn dân Do Thái như thế nào thì Chúa cũng muốn chúng ta như vậy. Chúng ta hãy mạnh dạn đến bên Chúa với tấm lòng đơn sơ chân thật. Đến với Chúa, chúng ta không chỉ xin Ngài ban cho ta những nhu cầu vật chất, mà quan trọng hơn là xin Ngài nâng đỡ đức tin yếu đuối của chúng ta và xin cho chúng ta biết can đảm đón nhận những điều Ngài mời gọi chúng ta. Điều hạnh phúc của mỗi người Kitô hữu
là nhận ra có Chúa luôn hiện diện, đồng hành với chúng ta trong mọi nẻo đường, luôn quan tâm, săn sóc, yêu thương chúng ta. Chỉ có Chúa mới mang lại hạnh phúc đích thật. Vì thế, đừng sợ đến với Chúa, nhưng hãy năng đến với Chúa. Lạy Chúa, chúng con nhận biết rằng lời Chúa là thần khí và là sự sống, có sức mạnh biến đổi con người. Xin cho chúng con năng chạy đến với lời Chúa, để mỗi ngày chúng con được đổi mới trong thần khí Chúa hơn. Amen. Ngài soi tôi đi vào.